Theo các nhà khoa học, một vụ va chạm sao chổi đã tạo ra cuộc đại tuyệt chủng, giết chết hàng trăm nghìn người, làm biến đổi hoàn toàn khí hậu trên trái đất và khiến nhân loại trở về con số 0. Bằng việc nghiên cứu và phân tích các ký hiệu cổ được khắc trên cột trụ Wutustone có niên đại hơn 10.000 năm tại ngôi đền Göbekli Tepe, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, giới khoa học đã phát hiện ra được một sự thật động trời, đó là cách đây 13.000 năm, một sao chổi đã đâm vào trái đất và gây ra cuộc đại tuyệt chủng lớn. Vụ va chạm này đã giết chết hàng trăm nghìn người và biến đổi hoàn toàn khí hậu trên trái đất và khiến nhân loại trở về con số 0. Dựa vào những bằng chứng thu được, giới chuyên gia suy đoán rằng một ngôi sao chổi đã làm nhiệt độ trái đất giảm mạnh, gây ra kỷ băng hà Younger Dryas. Điều này khiến cho sự sống của nhiều loài động vật trên trái đất biến mất như voi ma mút lông dài và đặt nền móng cho nền công nghiệp và văn minh thời kỳ đồ đá. Các nhà khoa học đã phân tích các biểu tượng bí ẩn được khắc trên những tượng đá ở Göbekli Tepe nhằm tìm ra sự liên quan của chúng với các chòm sao. Họ tập trung diễn giải những hình ảnh động vật, những ký hiệu thiên văn, sử dụng phần mềm để liên kết chúng với các ngôi sao và đã xác định được sự kiện này diễn ra vào khoảng năm 10.950 trước công nguyên. Cùng với đó, giới chuyên gia cũng phát hiện trước khi xảy ra cuộc va chạm, những cánh đồng lúa mạch và lúa mì lớn cho phép thợ săn lang thang ở Trung Đông thành lập những khu tái định cư lâu dài. Tuy nhiên, do khí hậu băng giá nên buộc họ phải hợp sức lại với nhau tìm cách canh tác khác, và biện pháp tưới tiêu, phối giống chọn lọc giúp cho cây trồng chống lại khí hậu khắc nghiệt đã giúp họ tồn tại. Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Martin Sweetman thuộc trường đại học Edinburgh cho biết: "Theo tôi, những phát hiện trên Wutustone củng cố thêm bằng chứng cho thấy trái đất đã từng xảy ra kỷ băng hà Younger Dryas. Thảm họa này đã khiến khí hậu hành tinh chúng ta thay đổi trong suốt hàng nghìn năm. Với việc nghiên cứu và những bằng chứng thu thập được, các nhà khoa học hy vọng có thể tìm ra được nhiều điểm thú vị khác hơn về cuộc sống thời kỳ xưa."